Hello anh em. Vâng, trong sự kiện sinh nhật Lazada lần thứ 9 này thì mình sẽ giới thiệu tới anh em một chương trình mua hàng không đồng, không mất tiền, miễn phí luôn. Đó. Thì cách mua như thế nào? Anh em theo dõi trong video này nhé. Nói chung thì cách mua đơn giản thôi anh em. Đó là anh em xem livestream của mình tối 26 tháng 3 lúc 22 giờ. Thì mình sẽ tung những cái mã giảm giá độc quyền mà Lazada tặng cho những anh em nào mà xem livestream của mình lúc 22 giờ tối nhá, ngày 26 tháng 3. Đấy, để cái mã này sẽ up được lúc 0 giờ, từ 0 giờ ngày 27 tháng 3. Đó. Và giảm khủng nhất là từ 0 giờ đến 2 giờ ngày 27 tháng 3. Sinh nhật Lazada mà, trong hai tiếng đấy thì giảm sốc nhất. Nên mình sẽ cùng anh em livestream. Thứ nhất là mình sẽ chia sẻ hàng trăm sản phẩm giá rẻ lúc livestream này. Thứ hai là mình chia sẻ mã giảm giá. Và thứ ba là sau 0 giờ sẽ săn hàng giá rẻ cùng anh em và chia sẻ những cái deal rẻ sau 0 giờ. Tại vì sau 0 giờ sẽ xuất hiện rất là nhiều deal rẻ cho anh em nhé. Thì cách mua không đồng đơn giản thôi. Thì lúc trước 0 giờ ngày 27 tháng 3 ấy, tức là tối 26 tháng 3 thì mình sẽ tung những cái mã giảm giá, giảm 20.000 mọi đơn hàng. Đó, và sau sẽ có mã gì thì trong livestream mình sẽ cập nhật tiếp. Trước mắt là đang có mã 20.000 mọi đơn nhá. Có nghĩa là anh em mua gì với 20.000 anh em đều được miễn phí free hết. Đấy, ngon chưa? Và kết hợp với cả mã free ship của Lazada nữa, giảm 11.000 đơn từ 11.000. Đấy, thì anh em làm mà chọn những cái shop mà gần khu vực của anh em. Chọn những cái shop gần khu vực của anh em gần nhà thì anh em chỉ mất 9.000 tiền ship. Thì áp cái mã 11.000 ship nữa vào thì quá thừa luôn. Thì vừa phải free ship, vừa áp mã 20.000 của mình vào thì anh em được miễn phí hoàn toàn nhá. Đấy, trước đây thì anh em áp mã thì chúng ta vẫn phải mất tiền ship đúng không? Nhưng mà bây giờ thì Lazada đang có những cái mã free ship rất là tốt, nên anh em vừa free ship, vừa được áp mã giảm giá luôn. Đấy, thì là mua hàng không đồng rồi, miễn phí không mất đồng nào rồi. Thì anh em nhớ xem live stream của mình nhá, tối lúc 22 giờ hoặc là muộn hơn một chút, ví dụ mình lên khoảng 22 giờ 15 chẳng hạn. Đó, thì anh em phải đợi nhá. Ở trên chính kênh YouTube Cây Thêm này luôn. Đó. Và mình sẽ chia sẻ mã, số lượng mã mấy trăm mã cơ mà, thoải mái đi. Đấy, để anh em mua. Mua hàng không đồng trên Lazada, sự kiện sinh nhật lần thứ 9 nhá. Hiện tại nhá, trên Lazada chúng ta sẽ lấy mã giảm giá hàng ngày. Đó, đang là cái giai đoạn teasing mà. Đấy là từ 20 đến 26 tháng 3 này là sẽ là giai đoạn mà anh em sẽ lấy cái mã hàng ngày, ví dụ 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 21 giờ gì đấy. Đây thì sẽ có mã đây, ví dụ đang có mã 150 đồng 99, rất là ngon luôn này. Đấy. Anh em sẽ theo dõi kênh Telegram này nhá. Anh em tải ứng dụng Telegram xong rồi đăng ký cái kênh mua rẻ cho club này. Search mua rẻ cho club và đăng ký thì sẽ cập nhật link lấy mã liên tục luôn. Đó, đang có rất là nhiều mã giảm giá ngon luôn. Mã 300 đơn 3 triệu buổi trưa nhá. Buổi trưa hàng ngày từ ngày 20 này. Đấy, sẽ xuất hiện cái mã giảm là 999.000 đơn 5 triệu như mình đã giới thiệu ở video trước. Thì buổi trưa hàng ngày anh em sẽ lấy nhá. Cách lấy thì nó khác với cả lần trước. Cách lấy thì Lazada fix cái cách mà click liên tục vào. Đấy thì chúng ta phải đúng 12 giờ chúng ta load lại trang thì sẽ lấy được không. Và lưu ý là loại cái mã đấy có thể xuất hiện muộn muộn một chút. Ví dụ anh em sẽ canh từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút. Đó, sau 12 giờ 5 phút thì thôi, bỏ đi, không còn đâu. Đấy, thì mã nó xuất hiện muộn chút thì anh em cứ phải loát lại trang liên tục. Khi nào sáng mã lên thì lấy thôi. Đây, chúng ta cứ loát lại như này. Đó, mã đang tối này, tối như này đúng không? Đó, mã 999.000 đơn 5 triệu sẽ lấy từ 12 giờ trưa ngày. Các khung giờ lấy là 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 16 giờ, 20 giờ thì chúng ta lấy những cái mã như này. Đấy, còn riêng cái mã 999.000 thì chúng ta chỉ lấy 12 giờ trưa thôi. Đó, thì chúng ta sẽ loát lại như này. Đấy, khi nào mã 999.000 sáng lên thì chúng ta đặt thôi. Đấy, trên máy tính hoặc trên điện thoại nhá, để lấy mã. Thì anh em vào kênh Telegram đấy để lấy link nhá, để chúng ta lấy mã hàng ngày. Đấy, mã rất là nhiều mã ngon luôn. Đấy, mua 5 triệu giảm 1 triệu là quá ngon à. Mua tivi, mua điện thoại gì đấy. Đó, hay là kênh Telegram để nhận những cái sản phẩm thông báo săn hàng của mình. Đó. Nói chung là mình vẫn đang thông báo đây, vẫn còn ngổn ngang đồ lắm. Vẫn đang gọi là thanh lý chứ. Nhầm, vẫn đang thông báo thanh lý những cái hàng rẻ 50%. Đây, vừa quay hai con này chưa up video review luôn nha anh em. Đấy, hiện tại thì mình chưa up thứ hai này, mình chưa up. Đấy, quả loa này các kiểu này vừa quay xong rồi.
Đấy, nói chung là quay xong thì thanh lý thôi, rẻ 50%. Thì anh em theo dõi kênh này nhá, mình sẽ khi nào thanh lý thì mình sẽ thường là mình sẽ thanh lý buổi tối, thì trước khi thanh lý mình sẽ thông báo đây, sẽ post một bài ở đây thì nó sẽ hiện lên điện thoại thông báo tới anh em để anh em biết, để anh em mua. Đồ vẫn còn hơi ngổn ngang như này đó. Cái đồ này đây, mấy cái đồ này nữa này là nó khá là ngổn ngang. Rồi ok, mình kết thúc video tại đây nhá. Rồi anh em nhớ xem livestream của mình lúc 22 giờ ngày 26 tháng 3 nhá, để mua hàng không đồng trên Lazada. Anh em thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những cái thông báo hay, những cái deal hot khác. Cảm ơn anh em theo dõi video. Bye bye. Tôi vẫn tiếp tục thanh lý nha anh em. Ở dưới, link ở dưới.